Cô bay cô tôi đánh nè. Ráng lên, ráng lên. Thấy chưa, thấy chưa, anh Đê đánh vậy đó. Anh Đê đánh em đi. Thôi, không đánh nữa, mình đi bơi đi. Vậy, con này cháu em sao? Thì bỏ đi, cho nó ăn cỏ. Có ai bắt đâu mà sợ. Ờ, được đấy. Đi, đi tắm, đi, nhảy lên. Dạ. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên, cho nó trước á. Nhảy lên. Mặt trời sắp khuất núi rồi mà chưa thấy mặt mày đâu hết. Ủa, trâu mình đâu rồi ta? Ủa, sao mấy con trâu của anh Đê đâu rồi? Con trâu của tao á, chắc là nó ăn cỏ bên kia. Mà không chừng nó ăn cỏ bên kia cũng nên. Bây giờ chiều rồi, tụi bay dẫn trâu về đi. Để tao vô rừng, tao tìm trâu của tao. Châu ơi! Châu ơi! Châu ơi! Châu! Châu ơi! Châu! Châu ơi! Châu! Châu ơi, đi đâu rồi ta? Tao mà tìm được mày, tao tìm được mày á hả? Tao lộn da mày, tao bẻ sừng mày. Châu ơi là Châu, mày không về là tao chết chắc rồi. Sao kỳ vậy ta? Mình đi lòng vòng nãy giờ rồi lại trở về gốc cây này. Sao kỳ vậy? Thôi, đi hoài cũng mệt quá. Thiệt là khổ quá. Thiệt là xui xẻo mà. Mình làm mất một con trâu, có ở đợi cả đời cũng không trả nổi. Có ở đợi cả đời cũng không mua nổi một con trâu. Làm mất một con trâu, ở đợi cả đời cũng không trả nổi. Cũng không trả nổi. Làm mất một con trâu, cũng không trả nổi. Trâu ơi! Trâu! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đúng là rừng thiên nước độc mà. Mới nằm có một chút xíu thì bị ma đè rồi. Thôi, mình phải biến khỏi nơi này thôi. Cứu ta với. Tự nhiên có chuyện gì vậy? Không lẽ của ma thiệt? Cứu ta. Ông ơi, con lại ông. Ông tha cho con đi. Con có tội á, là ham chơi để lạc mất trâu thôi. Nếu xét về tội ác á, thì từ trước tới giờ con chưa làm điều gì ác hết á. Con lại ông. Ông tha cho con đi. Ông là ai á, thì ít nhất ông phải cho con thấy mặt chứ. Chứ cái kiểu ông dằn vặt kiểu này á, ông nhát con thì chắc con đứng tim con chết luôn quá. Tôi bị yểm mùa không hiện hình, nếu không gỡ kịp la mùa trong đêm nay tôi chết mất. Ông yểm mùa hả? Vậy ông là ai? Chàng Tinh. Ông là Chàng Tinh hả? Phải. Là quỷ đó hả? Vậy con gỡ bùa cho ông rồi, ông có ăn thịt con không? Tôi hứa, nếu ông cứu tôi, tôi nhất định trả ơn. Tôi không để ông phải ân hận cứu kẻ hoạn nạn đâu. Tôi xin thề. Quỷ mà cũng có danh dự nữa sao? Lẹ lên, tôi sắp rã rồi. Nhưng mà có thấy gì đâu mà cứu. Ông thấy miên dại dại bài phấp phơ ngài nhanh cây đó không? Nó đã thắt ngang cổ tôi. Tôi không sợ ông đâu rồi nha. Đừng đừng, không cần phải sợ. Bây giờ có cho tôi thịt tôi cũng không ăn nổi đâu. Cổ họng tôi đau quá. Đa tạ ân nhân cứu mạng. Ông, ông hứa rồi đó nha. Ông không ăn thịt tôi là được rồi, khỏi cần đa tạ. Quân tử nhất ngôn. Tôi có món quà muốn tặng cho ân nhân. Hồ Biên. Đây, ân nhân cứ cầm lấy. Yêu tinh mà cũng có quân tử thiệt nữa hả? Nhưng mà cái viên ngọc này á, bán đi thì có mua lại con trâu của tôi được không? Không được, không được. Viên ngọc này á là viên ngọc ước, nó có thể mang lại tất cả cho ân nhân. Ân nhân chỉ cần cầm lấy viên ngọc này, cha 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 cha, ước sẽ được. Thôi, đa tạ ân nhân cứu mạng, ta đi đây. Hồ Biên. Ông ơi, ông chàng gì đó ơi. Mình còn nằm mơ với ông ta. Là ông gì có chuyện kỳ lạ vậy chứ? Chắc mình nằm mơ thôi. Phải rồi, lát nữa mình phải về để cho lão chủ keo kiệt kia hành hạ chửi mắng. Chứ bỏ đi luôn á thì cặp đất mà ăn sao. Mình buồn ngủ rồi.
Bây giờ ngủ đó, ngày mai tính sau. Trời sáng rồi. Không lẽ suốt đêm qua mình ngủ ở đây sao? Viên Ngọc, chẳng lẽ đêm qua mình gặp thằng Tinh thiệt? Nghe chàng Tinh nói không chỉ ước được có trâu, rồi mình phải ước xem sao. Đúng rồi, cho ta một con trâu. Mình biết liền mà, là ông gì có chuyện mà Ngọc ước ra được trâu. Mình bị lừa là cái chắc rồi. Thời buổi này đi đâu cũng gặp toàn là lừa đảo hết trơn. Viên Ngọc này chắc cũng là giả thôi. Trâu. Vậy là đúng là tao có trâu rồi. Có trâu rồi. Ông, con đền cho ông con trâu này á, nó mập mạp hơn con trâu cũ đúng không ông? Con làm mất con trâu cũ công, con thấy cũng ái nái lắm, cho nên con phải làm sao để ông không bị thiệt. Mà con đền con này á, ông thấy có được không? Mà con xin ông á, ông bỏ qua cho con chỉ lỡ lần này nữa thôi. Lần này nữa thôi, làm sao mà tao cho mày có lần nữa hả mày? Mày đi khỏi nhà tao, tao không cần mày làm nữa. À dạ, ông không đuổi con á, con cũng cứu ông, con xin nghỉ thôi. Từ nay á, con không đi chăn trâu nữa đâu. Mất hoài à, tiền đâu con đền hoài. Đền hoài? Có một lần mà nó đền hoài. Bị đặt. Mà nè, mày lừa được ông chủ nào khác cho mày mượn trâu để mà chuộc thân chứ gì? Mày tính bỏ tao qua làm cho nhà nào? Đâu có đâu ông. Con nói với ông rồi, từ nay á con giải nghệ rồi, con không đi chăn trâu nữa đâu. Thôi con cứu ông, con về đây. Lạ nha, quả nhiên là con trâu này nó khỏe hơn con trâu của nhà mình. Chắc mắc lắm đây. Tiền đâu mà thằng này nó mua trâu, nó đền cho mình cấp kỳ vậy ta? Còn sên sang nói với mình là không thèm đi chăn trâu nữa. Phải điều tra mới được. Mẹ ơi, con về nè. Về rồi đó hả? Dạ, con mới về. Mày á thiệt là, đêm qua ngủ bờ ngủ bụi ở đâu vậy? Bị đuổi rồi phải không? Làm mất trâu của người ta, sợ quá nên trốn luôn rồi chứ gì. Phú ông nói đền nhiêu, nói luôn đi. Bây giờ bán luôn cái nhà nát này nè, bán luôn tao nữa cũng không đủ tiền đền trâu cho người ta nữa. Trời ơi, con đền rồi. Cái gì?
Mày nói cái gì? Đền rồi. Mày nói cái gì? Con nói á, con đền trâu cho người ta rồi, mày khỏi lo. Mày đền rồi hả? Dạ. Vậy ở đâu mày có tiền đền nguyên con trâu cho người ta? Con nói rồi, chắc là mẹ cũng không tin đâu. Mày làm cái gì? Nói cho mẹ nghe coi. Ông trời cũng cho con. Cái gì? À, mà không phải, ma cho con. Trời. Nhưng mà nói chính xác hơn á là yêu tinh cho con. Trời ơi, con ơi con, bộ con làm mất trâu của người ta rồi, con sợ quá, con quá rồi phải không? Con có sao không vậy hả? Cái gì mà ma cho rồi yêu tinh cho hả? Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi, con đã nói rồi, con nói mẹ cũng không tin đâu. Mà mẹ, ở nhà mẹ có nấu cái gì ăn không? Con đói muốn rã ruột rồi. Từ chiều qua tới giờ á, con đã ăn cái gì đâu? Làm gì còn hột gạo trong nhà mà ăn. Hôm qua tao đau chân, không đi cấy thuê được. Tưởng đâu con về đem ít tiền công chăn trâu về, mua ít gạo ăn đỡ. Ai ngờ đi mất tiêu à. Đã vậy còn gây họa tại đình nữa chứ. Nửa tô đây, còn mấy củ khoai sùng, lấy ăn đỡ vậy. Nó nói là ước gì được đó. Đâu, mình thử xem sao. Cọc ước, cho ta một mâm cỗ thịnh soạn cho hai người ăn. Mẹ ơi, lại đây, mình khỏi ăn khoai sùng nữa. Hả? Thịt gà. Dạ. Có chả giò nữa. Dạ. Ở đâu vậy nè? Mẹ ngồi xuống đây đi, mẹ ăn đi, thịt gà ngon lắm mẹ. Thịt gà này mẹ. Ngon lắm. Đúng là thịt gà thiệt rồi. Ngon quá đây ơi. Đế, ở đâu mà con có cả một mâm đồ ăn ngon lành mắc mỏ vậy đế? Mẹ, mẹ nấu gì kỳ vậy? Không phải đêm qua mày đi đào tường khoét vách ở đâu đó chứ? Trời ơi, con nói mà mẹ không có chịu tin. Nếu mà con đào tường khoét vách và người ta có tiền rồi á, thì con cũng đặt người nấu bưng tới, chứ ở đâu mà có sẵn như vậy được mẹ. Vậy cũng phải. Vậy ở đâu có? Con nói thiệt cho mẹ nghe coi. Cái này á là nhờ viên Ngọc Ước. Ngọc Ước hả? Dạ. Ngọc Ước. Vậy con lấy viên ngọc này, con ước ra tiền để mua trâu đền cho ông Phú Ông hả? Hả? Sao mình không thử ước ra tiền? Cái này ước cái gì cũng được hả con? Con nói vậy thôi, chứ con cũng chưa thử. Con mới ước ra một con trâu như cái mâm cơm này thôi. Nhưng mà nó có nói chừng nào hết ước được không con? Lỡ rồi nó cho mình ước có mấy lần hà, rồi mình ước ít quá thì uổng quá à. Thôi, lo gì mẹ. Hết á thì mình đi làm kiếm tiền để mua gạo. Bây giờ nè, thì mẹ con mình cứ ăn trước đã. Ăn đi con. Dạ. Mẹ ăn đi. Ăn đi. Ngon quá. Mẹ à, hay là con ước cho mẹ bộ đồ mới. Đồ mẹ mặc sờn hết rồi. Ngọc ước cho mẹ ta một bộ đồ mới. Đẹp quá. Dạ. Cả đời mẹ chưa bao giờ mặc được bộ đồ đẹp như vậy.
Mẹ vui quá con à. Thôi được rồi, ăn đi con. Dạ. Ăn đi. Dạ. Cái bàn này á, nó bong hết trơn rồi. Con lấy dây ràng lại cho chắc chắc nha. Cái bàn này á, cũng mục hết rồi. Nếu mà có ràng lại được thì cũng không sử dụng được lâu đâu mẹ. Biết sao được, nhà mình nghèo quá mà, tiền đâu mà mua cái bàn mới. Ờ mà mẹ, từ trước tới giờ á, mình ước toàn cái nhỏ nhỏ không à. Sao mình không ước một căn nhà lớn, có đầy đủ đồ đạc cho mẹ đỡ cực. Không biết ước lớn như vậy có được không nữa. Đâu, để con thử xem. Không ước. Ta ước cho mẹ ta một căn nhà lớn, đầy đủ đồ đạc, có cả giường tược đầy đủ cho mẹ ta sung sướng. Nhà đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ hết cực khổ rồi. Nhà đẹp quá, đẹp quá con ơi. Mày nói sao? Nó lên đời thình lình vậy hả? Dạ, thình lình luôn ông. Mà cái nhà của ảnh nha, bự hơn cái nhà của mình. À, dạ dạ dạ, nhà của ông, kẻ ăn người ở nhiều mà đô con giảm dở, không có ốm đó như con vậy đâu. Nhà nó xây hồi nào, sao tao không hay? Thì đó, ai cũng hỏi vậy hết trơn á, mà không ai biết. Tự nhiên đùng đùng cái nhà bự chảy xuất hiện à. Ờ, vậy nó lấy đâu ra tiền vậy? Thì đó, ai cũng hỏi câu đó hết á. Mà tiền đâu, tiền đâu mà lẹ vậy? Cái thằng ăn hại, biểu mày đi dò la, vậy tao hỏi câu nào là mày hỏi ngược lại câu đó là sao? Mày còn nói tiền đó một lần nữa, tao sẽ trừ lương mày nghe chưa. Già nô cái kiểu gì, kêu đi dò la mà về mình hỏi câu nào không trả lời được câu đó là sao? Tiền đó cũng còn có biết đâu trả lời ông. Mà con nói ông nghe nè, có nước người trong nhà trong ruộng mới biết chứ bí quyết của người ta mà ông. Mày kêu bà với cô ra đây cho tao. Dạ. Ông kêu tôi với con có chuyện gì không? Tôi với nó phải đi sắm ít lụa. Cha kêu con có chuyện gì vậy cha? Cha tính gả chồng cho con, con thấy sao? Gả chồng hả? Ừ. Thôi, con chưa nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà có mối nào coi được á thì cha gả đi. Ai vậy cha? Thằng Đê. Hả? Cái gì? Thằng Đê? Ừ. Thằng Đê chăn trâu cho nhà mình, ngày nào cha cũng chửi á hả? Ừ. Thôi mẹ. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Ờ, mà nghe nói dạo này nó đổi đời rồi, phớt dữ lắm phải không? No, tả cái nhà của nó cho bà với cô nghe đi con. Dạ, con mới vừa đi rình về. À, dạ không. À, dạ đi quan sát về. Mà giờ nha cô, ảnh làm ông chủ rồi, nhà bự như cái cung điện ở cô, sơn son thép vàng đẹp lắm cô ơi, chứ không có quê như cái nhà mình đâu. À, dạ ý con là nó rộng hơn cái nhà của mình, chứ không có ý gì hết trơn á. Mà người ăn kẻ ở nhiều lắm. À, thiệt hả? Dạ. À, nếu vậy con thấy sao con? Thôi còn mừng đâu, bạo phát bạo tàn. Cái thứ hả trọc phú như vậy, bây giờ có đắp vàng lên người cũng không thể nào mà gộp hết được vàng đâu cha. Thôi đi cô ơi, cô nói vậy thôi chứ ông bà của mình cũng từ lái heo đi lên, chứ có sang trọng cái gì đâu. Ê, rảnh không? Dạ rảnh. Rảnh thì cái miệng giùm cái đi. Dù sao á, con cũng là cô chủ, về làm vợ nó phải đội lên đầu. Làm chủ cái gia tài đó bộ không sướng sao con? Nè, cha con nói cũng đúng đó. Gốc nhà mình cũng không phải là dòng dõi gì, về nhà trăm anh thế việc, mình lép vế à con. Mẹ thấy con vô cái nhà đó là sướng nhất rồi đó con. Nè, ngoài làm vợ nó, con còn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Gì vậy ông? Dò la cho cha được biết cách nào nó làm giàu nhanh vậy. Tới khi mà nắm được bí quyết của nó rồi, đi ở thùy con quyết định. Cha, vậy quá ra cha gả con đi là để làm nội gián thôi sao?
Nói chung là cha con mình cùng có lợi mà con. Ừ, mà nếu có bỏ con phải nhớ quơ hết của cải rồi đi về nha con. Dạ, con là con của cha mà, con phải quơ hết của cải thì con mới về chứ. Ờ, nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ bây giờ tự nhiên kêu nó qua biểu tao gả con gái cho mày đó? Làm vậy thì mất mặt quá à. Mất giá nữa đó cha. Chỉ cần con Thấm nó chịu, tôi sẽ có cách. Mối đây, mối đem duyên lành tới đây. Mẹ, vậy thì tôi sẽ giao chuyện đó cho bà. Bà lo liệu xong xuôi, nhanh chóng. Công cán muốn bao nhiêu cũng có. Cậu và bà yên tâm đi, để tôi lo. Mẹ, con gái của mẹ đẹp thiệt đó nha. Đẹp không ai bằng luôn đó. Ủa, phải tươi lên đi chứ. Nè, con nhớ nhiệm vụ của con nghe chưa? Con đã thỏa thuận với cha rồi, là con chấp nhận cái điệp vụ dò la này rồi. Cha cứ nhắc hoài. Thật sự thì cha mẹ cũng không muốn ép con. Cho tới giờ á, thì mọi chuyện đều trót lọt theo ý của mình. Nó không hề nghi ngờ những chuyện này do mình vẽ ra. Cứ tưởng là theo ý của nó. Cha với mẹ yên tâm đi, con nói làm là làm. Khi nào mà con mò ra cái bí quyết làm giàu của tên đó là con chuồn về với cha mẹ liền nha. Con gái của mẹ đúng là không ai bằng. Chắc nàng cũng mệt rồi. Thôi nàng ngồi nghỉ ngơi chút đi. Để ta ra ngoài, ta tiếp mấy người khách còn lại, rồi ta sẽ vô với nàng ngay. Ta đi nha. Ta đi đây. Không biết là hắn để của cải ở đâu. Phải coi hắn giàu có đến cỡ nào mới được. Quái lạ, sao cái gì cũng không có hết vậy? Tiền bạc không, trang sức cũng không. Không lẽ thùng rỗng kêu to sao? Có bao nhiêu bung ra hết để lấy mình về hả? Mẹ. Ừ. Áo rách hết rồi, mẹ không bỏ đi mà còn giá làm gì nữa mẹ? Mẹ giá cái áo này lại cho thằng Túc đầu xóm. Nhà nó nghèo, không có tiền mua áo. Cái áo này nó chỉ bị xúc chỉ thôi, chứ còn tốt lắm đó con. Mẹ chỉ cần nói với anh Đê là anh Đê kiếm cho mẹ một mớ. Việc gì mà phải mất công như vậy hả mẹ? Chuyện không có gì mà cứ đem ngọc ước ra ước thì uổng lắm. Đem ngọc ra ước? Là mẹ nói ví dụ vậy thôi. Giống như người ta nói mắc cái gì đem dao phai ra chém ruồi vậy mà. Thằng Đê nó phải lo chuyện lớn. Mấy cái chuyện nhỏ này đâu có cần làm phiền tới nó, phải không con? Nhưng mà con lại thấy anh chỉ láng chán coi thợ làm thôi, chứ con thấy anh đâu có làm gì đâu hả mẹ? Bề ngoài vậy thôi, chứ nó lo lắm á. Mẹ, từ khi con về đây á, con nghe người ta nhỏ to thắc mắc, không biết sao chồng con lại giàu có như vậy á. Có khi nào ảnh làm chuyện gì đó bất chính không hả mẹ? Làm sao bất chính được? Là thần linh cho nó chứ nó có lấy của ai đâu. Thần linh cho ảnh? Tức là ý mẹ nói của trời cho đó mà. Mình tốt á thì trời cho mình làm ăn được. Vậy đó. Thôi, mẹ đem áo cho người ta đây. Con ở nhà nghe. Dạ. Phỉ phui cái miệng mình, tí nữa lộ hết rồi.
rõ ràng là có cái gì đó lạ lắm. Cái gì mà trời cho, rồi cái gì mà đem ngọc ra ước. Không lẽ là có bùa phép gì đó? Mời nữa chàng. Hả? Uống nữa hả? Sao đời của ta là may mắn quá vậy không biết nữa. Đầu tiên á là ta gặp con chàng Tinh. Chàng gặp Tinh? Chàng gặp Tinh ở đâu vậy? Có phải là chàng gặp con Tinh đó xong rồi nó đã cho chàng một viên ngọc ước phải không? Mà sao nàng biết? Mẹ đã kể cho thiếp nghe hết rồi. Coi bộ á, mẹ tin thiếp còn hơn là chàng tin thiếp nữa đó. Mẹ thiệt là cưng dâu dữ. Đã hứa là không xì ra với ai mà. Chuyện của chàng á thiếp biết hết rồi. Nhưng mà tại vì á, thiếp muốn chính miệng của chàng kể cho thiếp nghe. À, chắc là chàng không tin thiếp đúng không? Vậy thì được rồi, không cần kể nữa đâu. Nè, được rồi, kể thì kể. Nàng nhớ không, cái bữa mà ta làm mất trâu của cha nàng á, rồi ta đi kiếm con trâu lạc vô rừng thì ta ngủ quên. Rồi ta gặp con Tinh, nó đang bị nạn. Ta cứu nó, cho nên nó cho ta một viên ngọc. Vậy là có ngọc thiệt hả chàng? Chàng cho thiếp coi viên ngọc đó được không? Một chút thôi. Đó, chàng lại học tin thiếp rồi đúng không? Thôi, được rồi. Để ta lấy cho nàng xem. Này, ngọc đây. Đây ngọc của ta đây. Chàng ơi, đẹp quá. Cho thiếp coi với đi. Cũng nhờ có nó mà ta mới cơm nàng. Rót cho ta uống tiếp. Hôm nay là ta phải say. Chàng, ly này á là thiếp mời chàng đó. Chàng uống đi. Ngon, rượu ngon. Uống nữa. Uống nữa đi. Uống nữa. Chàng ơi. Chàng à. Uống nữa đi. Ông nợ đã quá. Trời ơi, cái viên ngọc nó đẹp, nó hấp dẫn quá. Trời ơi, nó còn nổi gân xanh nữa chứ. Thì ra bí quyết của nó nằm ở đây. Tôi biết lắm bà. Chứ cái gượng đó thì làm được cái gì? Vậy là con bỏ nó luôn hả con? Mẹ, cái thứ cần lấy á, con đã lấy được rồi. Không lẽ mẹ muốn con ở với một kẻ vô tích sự vậy sao hả mẹ? Phải rồi. Bình à, tôi không ngờ mình suy nghĩ về tôi như vậy. Tôi đối xử với mình hết lòng hết dạ mà. Ê, cái thằng kia hả? Mày làm gì cho con tao nó buồn khổ, nó bỏ về nhà cha mày vậy? Cha với con cũng đều biết về chuyện này. Nguyên do nguồn gốc là từ đâu mà. Cha trả lại ngọc cho con. Con hứa con sẽ nguyện thương yêu chăm sóc vợ con suốt đời. Nè, anh nói như vậy á, quá ra tôi là người đang cấp ngọc của anh hay sao? Mà cần gì ba cái thứ đó? Ngọc ngà nhà này thiếu gì chứ? Thôi anh đi về đi. Còn như tôi với anh từ nay đường ai nấy đi. Anh đi về giùm tôi một cái đi, đừng có tới đây tìm tôi nữa nha. Phải rồi, cái thằng này nè,
Ban đầu tưởng đâu tử tế lắm, ai dè mới cưới được con gái nhà người ta về cái trở mặt hả. Đi về đi mày. Mình à, một ngày cũng là nghĩa vợ chồng, mình không hồi tâm chuyện ý về với tôi được hay sao? Vợ chồng mình cũng hạnh phúc mà mình. Tôi không phải là vợ của anh nữa, anh đi về giùm tôi một cái đi. Đi 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 đi. Vậy các người nhất định không trả ngọc cho ta sao? Cái thằng này, mày có chứng cứ gì không mà dám nói nhà tao ăn cắp ngọc của mày? Nói một hồi tao cho người gô cổ mày lên qua bây giờ. Đi ra. Trời ơi. Dạ. Cha cẩn thận đó, hắn thấy bây giờ. Mất hết rồi, mất cả ngọc, mất hết rồi, mất cả vợ luôn, mất tất cả rồi, không còn gì nữa, mất tất cả rồi. Ân Nhân, lâu ngày không gặp, khỏe không Ân Nhân? Cả rồi, ta mất ngọc luôn rồi. Có chuyện gì mà Ân Nhân ngồi đây khóc là thảm thiết vậy? Kể cho Tinh nghe đi. Nhờ Tinh cho ta một viên ngọc, ta có được cơ ngơi khang trang, và có được một cô vợ đẹp. Không ngờ vợ ta lấy viên ngọc mang về cho cha mẹ ruột rồi. Bây giờ ta mất ngọc, mất vợ rồi Tinh ơi. Ta không muốn sống nữa. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Chuyện này là chuyện nhỏ, Tinh giúp Ân Nhân lấy lại viên ngọc. Đợi hồ viên. Đây, đây là hoa đỏ, đây là hoa trắng. Để ngửi, để dạy, để ngửi, để dạy, để ngửi, để dạy. Nhớ chưa? Cầm đi. Anh đi đây, hồ viên. Tinh, Tinh ơi, Tinh ơi, Tinh, Tinh. Hoa, hoa đỏ để ngửi, hoa trắng để giải. Không phải, hoa trắng để ngửi, hoa đỏ để giải. Ngửi, giải, ngửi, giải. Cuối cùng á, thì mày cũng thuộc về tao. Có mày rồi á, tao muốn gì mà không được đúng không? Đẹp quá à. Mùi gì vậy ta? Đâu? Nó đâu rồi? Cái gì mà thơm dữ cái vậy? Cái gì mà thơm quá vậy? Ủa? Cha mẹ, cái gì mà thơm dữ vậy con? Bông hoa này thơm quá nè. Tôi ngửi tôi coi. Thơm quá ông ơi. Thơm thơm quá. Con ngửi với. Đâu cho bà ngửi tôi coi. Thơm quá. Hả? Mũi của con. Dạ. Hả? Mũi của mẹ. Hả? Trời, mũi của ông nữa kìa. Mũi của tôi. Dạ. Vậy là cái bông này, cái bông này bị quỷ ám rồi. Mẹ ơi, mẹ cứu con đi mẹ. Mẹ ơi. Kêu thằng Lan. Mùi đâu? Kêu thằng Lan. Bỏ tài. Mình là chưa từng thấy trong y văn kim cổ. Vậy rồi sao? Nói có cách gì chữa trị không thầy? Thầy Lan ơi. Hay là cắt phức nó luôn nghe? Cắt thì dễ rồi, nhưng mà xấu đó nha. Cắt xong á, mày móc nó mọc dài ra nữa. Không lẽ kêu tôi tới cắt nữa? Trời ơi. Mẹ ơi, bây giờ làm nhưng sao mà thầy Lan nè? Ơi, bây giờ ông phải tìm cách nào chứ. Kêu ông tới đây, rồi ông ngó tới ngó lui, rồi ông phán là bó tay làm sao? Bó tay? Đã trị là phải trị cho lành, chứ trị mà lợn lành thành lợn què, mất tiếng tôi sao? Thôi, thông cảm tôi nha, tôi về. Nè, nè, thầy Lan. Thầy,
Thầy Lan. Mẹ ơi, chết rồi. Nhạc phụ, nhạc mẫu. Cái thằng mất tính tính kia, thấy cả nhà tao bị vậy, mày đứng ra mày cười hả mày? Ờ. Nếu vợ của con không lấy ngọc của con thì đâu có chuyện này xảy ra. Hả? À, vậy là cái bông quỷ ám này do mày đem tới đúng không? Không phải, con không mang tới, nhưng mà chính quỷ thần mang tới. Hả? Quỷ thần? Nhưng gọi quỷ thần tới đây chính là mấy người chứ ai. Trả ngọc đi thì mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. À, nói như vậy là ngươi có thể làm cho mũi của ta ngắn lại như ban đầu được hả? Làm được á thì tôi mới nói. Nhưng mà lấy cái gì bảo đảm trả ngọc lại cho mày, rồi mày trả nguyên trạng lại cho nhà tao? Đúng rồi. Lỡ mày ghét mày để luôn vậy rồi sao? Rồi sao? Con hứa không những trả lại như cũ, nếu thấm chịu quay lại làm vợ chồng, sinh con đẻ cái, lấy việc cứu giúp người là tâm nguyện hết kiếp này, thì con sẽ bỏ qua hết. Hả? Không ai là không có lúc lỗi lầm, quan trọng là có chịu sửa mình hay không. Ông à. Hả? Ông trả ngọc lại cho nó đi. Chứ giữ viên ngọc mà mặt mũi vậy còn dám giáp mặt ra đường dòm ai nữa thì khổ quá. Đúng rồi, thì khổ cha. Đi à. Trả ngọc lại cho người ta đi cha, con muốn xấu xí vậy đâu, ghê quá. Cha, trả đi cha. Trả ngọc đâu nè mày, trả đâu mày. Ngươi có chắc chắn không? Con hứa con sẽ không gạt mọi người. Nè. Rồi bây giờ anh làm cho cái mũi nó ngắn lại đi. Làm liền đi mày. Làm ngắn lại đi mau. Hả? Bông nữa hả? Hả? Tôi không có hửi đâu à nghe. Không hửi nghe. Mọi người hãy ngửi cái bông này đi, ắt sẽ khỏi. Nè, mình hửi cái bông hoa trắng, mũi nó dài vậy rồi, bây giờ hửi cái bông hoa đỏ có khi nào nó dài gấp đôi không? Bà khéo lo xa quá. Hửi cái bông đỏ này vô đâu có bị dài ra đâu, không chừng mất cái mũi thôi. Trời, cha, không chịu đâu. Thôi đi. Trời ơi, vậy sao giờ? Vậy cho nó đẹp đều không hả? Cha, khoan, để con nhìn nó lại lần cuối. Ghê quá à. Đâu, cái nhà tuổi con, nè. Mũi hết dài rồi ông ơi. Hết rồi. Cha mẹ, mũi của con trở lại bình thường rồi đúng không? Đẹp rồi phải không mẹ? Bình thường rồi con, bình thường rồi. Đẹp quá. Hay quá bà ơi. Đa tạ con rể nha, đã bỏ qua cho cha. Chẳng qua tại cha con lòng tham quá lớn đi, cho nên mà làm như có mình tu tham vậy. Xin đa tạ con rể bỏ qua cho cha mẹ nghe con. Xem như chuyện này con không nhắc lại nữa, cha mẹ cũng đừng bận lòng. Thấm, nàng có chịu về với ta không? Đà tạ chàng đã không chấp nhất thiết. Đúng là thiếp có mắt mà như mù, lấy được hảo quân tử mà lại không biết. Từ nay thiếp nguyện nâng khăn sửa túi cho chàng, phụng dưỡng mẹ già cho tới đầu bạc răng long.